Xin chào các bạn đến với kênh của mình Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau công phá một câu thích phân vận dụng cao Thông qua việc chúng ta dời hình Khi các bạn, bạn nhấn ngay đăng ký cho mình Để có thể ủng hộ mình Cũng nhận thông báo về video mới nhất nhé Rồi Ok, chúng ta sẽ bắt đầu Câu này là câu mình trích trong đề Ờ, đề minh họa của Bộ Giáo dục năm 2021 thì như bạn thấy thì câu này ở mức độ vận dụng cao nó nằm câu 48 trong đề thì để giải cho câu này thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp gọi là phương pháp dời hình bởi vì bạn lưu ý cho mình như sau thì tích phân bản chất của nó là diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường thẳng x bằng a x bằng b và trục ox thì bạn để ý cho mình khi chúng ta dời nó qua trái hoặc qua phải thì cái diện tích đó cũng sẽ không đổi chỉ khi nào chúng ta dời lên trên hoặc xuống dưới thì nó mới thay đổi thôi còn như bạn thấy trong hình nếu như cái hình này còn nếu như trong hình ta dời cái hình này qua trái hay qua phải thì cả cái phần S1 và phần S2 nó sẽ không đổi phần diện tích này sẽ không bao giờ thay đổi nếu ta dời qua trái qua phải thì cách xử lý của mình ở đây rất là dễ đó chính là gì chúng ta sẽ dời mình, mình gọi là điểm O phẩy thì bạn lưu ý cho mình mình sẽ dời điểm O phẩy trùng với O thì các cái diện tích S1 S2 sẽ không thay đổi mình dời nó về điểm này thì mình sẽ thu được đồ thị mới sẽ như sau thì nó sẽ không đổi luôn bạn lưu ý cho mình mình sẽ vẽ lại đây thì phía bên dưới đây là S2 bên trên đây là S1 Và đây là điểm O nó đi qua điểm O thì các cái tính chất này thì nó sẽ giữ nguyên bạn để ý kỹ cho mình như sau sau khi mình dời nó qua cái phần đồ thị hình màu đỏ như thế này x2 bằng x1 cộng với lại 2 và mình có ở đây như sau sau khi mình mình để ý kỹ cho mình ở đây sau khi mình dời cái này về O thì bạn lưu ý cho mình x1 sẽ thành cái mở đây và đây là x2 ở bên đây thì như thế này thì mình ý cho mình OX1 và OX2 sẽ bằng nhau Thì nghĩa là X1 sẽ bằng, trị đối X1 sẽ bằng trị đối của X2 Tức là nếu như mà X2 lại bằng X1 cộng với lại 2 Thì mình sẽ suy ra được đó là gì? Thì ta sẽ suy ra được một điều rất là quan trọng Đó chính là gì? X1, nó ở phần âm thì chắc chắn 1 phải bằng trừ 1 Và X2 sẽ bằng 2, à X2 sẽ bằng 1 Bởi vì sao? Khi nó bằng trừ 1 thì mình cộng vào là 1 Thì đồng thời trị đối của hai cái này cũng bằng nhau nên mình sẽ suy được là điểm này sẽ là điểm trừ 1 và điểm bên đây sẽ là điểm 1. Như thế này. Hoặc thì đến đây thì chúng ta đã gần xong tất cả các công việc rồi. Khi ta xác định được hai điểm cực trị của đồ thị hàm số uh, này thì ta sẽ xác định được hai điểm cực trị của nó là trừ 1 với 1 thì ta sẽ có như sau. Đó chính là gì? fx thì nó sẽ là bằng x trừ 1 nhân với là x cộng 1 mình sẽ nhân với lại k lần lên nữa vì ta chưa biết được là uh, khi mà chúng ta đã biết được nó có hai nghiệm là trừ một và một cái Fx, f x phải x nè thì nó sẽ có hai nghiệm là trừ một với một thì ta không biết nó nó có phải nhân thêm k lần nữa không thì ta sẽ cho thêm một số k vào nữa thì nó sẽ là bằng k lần x bình trừ đi một và bây giờ ta sẽ tính nguyên hàm lên Fx bằng nguyên hàm của f phải dx thì cái này chính là bằng cái gì chính là bằng k lần của x mũ 3 chia cho 3 trừ đi x cộng với lại C lớn Nhưng mà lưu ý cho mình ở đây như sau Sau khi ta đã dời nó về điểm không không Thì ở đây nó sẽ đi qua điểm không không luôn Cho nên là nó sẽ thằng C này sẽ tránh C phải bằng 0 Bởi vì nó đã đi qua điểm không không rồi Cho nên là Fx này nó sẽ là bằng cái gì Bằng K lần x mũ 3 chia cho 3 Trừ cho Kx thì bạn để ý cho mình một điều như sau thì đó chính là để dễ dàng hơn nữa ta sẽ cho ta cho thẳng k bằng một luôn thì nó sẽ dễ hơn bởi vì sao khi ta tính được S1 theo K và S2 theo K thì K nó sẽ rút gọn với nhau khi chúng ta tính tỷ lệ thì tương tự ở đây rất là dễ mình sẽ cho K bằng 1 thì cái này chính là bằng cái gì S3 chia cho 3 trừ đi X thì đây chính là Fx cực kỳ đẹp luôn thì ta sẽ tính được S1 và S2 cực kỳ nhanh bây giờ mình sẽ tính diện tích hình chữ nhật bên ngoài trước cho nó dễ ở độ dài dưới đây là 1 và ở, bên, ở trên đây đường cao này bây giờ ta sẽ thay số trừ 1 vào đây khi ta thay trừ 1 vào nó sẽ ra 2 phần 3 tức là sao đường cao này sẽ là 2 phần 3 Vậy thì ta sẽ suy được ở đây, mình sẽ ghi nhỏ bên đây đó chính là gì? S1 cộng S2, diện tích của cái hình chữ nhật ở bên ngoài chính là bằng 1 x 2 phần 3 là bằng 2 phần 3. Mà để tính được S2 rất là dễ, thì ta sẽ dùng tích phân để tính được S2. Và ta sẽ lấy tổng, để trừ đi S2 thì ta sẽ ra S1. Tức là S2 là sẽ bằng cái gì? Là bằng tích phân từ trừ 1 cho đến 0 của cái thằng Fx là S mũ 3 chia cho 3 trừ đi X. Mình sẽ bấm máy như sau. Đó chính là gì? Tích phân từ 1 cho đến 0. X mũ 3 chia cho 3 trừ đi x. Đóng phím bằng. Thì như các bạn thấy nó ra 5 phần 12. Vậy thì ta sẽ tính được là S2 là bằng 5 phần 12. Và ta đã có được là S1 cộng S2 bằng 2 phần 3. Vậy thì mình sẽ suy ra được đó chính là gì? S1 là bằng 2 phần 3 trừ đi 5 phần 12. Là bằng thì mình nhầm nó ra được 1 phần 4. ở dưới mẫu S2 là bằng 5 phần 12 ta sẽ lấy là 1 phần 4. mình chia cho 5 phần 12 thì mình ra được là 12 lên là 3 phần 5 đang chính xác đây chắc chắn là phương án D yeah. như bạn thấy thì phương pháp này làm cực kỳ nhanh và hiệu quả và vì sao khi chúng ta dời cái đồ thị nó qua trái không qua phải thì các cái diện tích tích phân mà nó nó như thế này nè nó nó liên quan đến đồ thị và cái trụ ô ích, thì diện tích nó sẽ không đổi và đồng thời các bạn lưu ý cho mình chúng ta nên dời vào những cái điểm đẹp như chẳng đây mình dời về cái cái góc O thì sẽ rất là đẹp thì ở đây nó sẽ mang tính đối xứng giữa x1 và x2 và từ dữ kiện là x2 bằng x1 cộng với 2 thì ta sẽ tìm được cả x1 và x2 bằng bao nhiêu thì cảm ơn đã xem đã thấy video mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé cảm ơn các bạn.